thung dung thiết hay lành tiếng bỏ thung dung tạm tòa tiên thanh hội cộng đồng mẫu sang đàn duyên thiên thiên cũng tình mời để nhất thiên thiên sắc phong dê thắng thượng thiên từ về lô nhào sạn nhiệt pháp rơi mông mất chư Phật hải hội tất giao văn tùy sứ kết tượng văn thanh ý phương ân chư Phật hiện toàn thân Nam mô nhang cung rằng Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô nhang cung rằng Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô nhang cung rằng Bồ Tát Ma Ha Tát Sa Loan Thánh Giá hội cung địa tiên cung thỉnh mời về nhị mong vương một sư sung thánh như trong đền sắc trên đàn lại ngạn lối nhật minh hướng ra du tử mộng lưỡng vô hương hòa đổi đắc thánh tâm nhất chú viên thập phương Nam mô Hương Vân Cánh Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô Hương Vân Cánh Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô Hương Vân Cánh Bồ Tát Ma Ha Tát Sa Thanh Ra hồi cung đệ tam mẫu phương cung thỉnh mời thánh mẫu đệ tam sức lần ông nữ đến thoại cung rơi đinh chất nhạc thần khởi xung thiên tượng đề tử hiện thành nhiệt tài kim lô phong phánh khắc nhân luân tức niên mắt đập phương kinh nhật ra du miên lăn tiêu tay dưỡng nam mô nhang cung rằng Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô nhang cung rằng Bồ Tát Ma Ha Tát Sa Loan Thánh Giá hồi cung chân Phật chân chiều bách quan văn võ chân chiều anh linh chắc sáng ân cần giúp cho truyền giác triều đình cấm lệnh truyền giác ai các quan đi thoái bộ cùng là hình chữ dinh nhà ấy văn bán tà hữu cơ đội nào nghiêm chỉnh trước sau lệnh truyền quân bộ đua nhau sắm sắm bước tới đường hòa tức thì chính đi cơ đội nào nghiêm chỉnh nghe trước sau thì thank you.
phán các quan án đức thánh ngự về tả văn hữu võ lương tam đao đạn quân thủy quân bộ đối hạ tống sớm dốc lên ngược lại có sự tống gì nhìn ngài về lai lạc sát biên cho được thì cho đôi chữ trường sinh nhị tự trang sinh về cho nhị tự trang sinh nhị chữ phụ chữ quy khang ninh thọ trường về cho mẹ cả đôi đường cánh đồng đẹp bắc cho an nước nhà thank you.
thường dặn khấn vang nghi ngớt ni lòng trần về ai nghe nguồn ân chiêm bao phút thấy mộng thần sao sáng đôi vị phu nhân y mơ màng gì tàn giấc quê phòng loan chợt tình thắp nhang chậm một đỉnh sân lên
thánh. Ê, dưới lưỡng ban phục sự vương cô. Tôi linh tình đốn nhau trầm một tình giấc đã lên ý. Kêu cầu cho bỏ công sinh thank you.
kim chi ngọc điệp danh danh thái sư nhất phẩm quyền hành ai qua huệ làm thơm ngát ngọc thông già lá sách trốn thiên thanh kỳ thường ra tận vai một nhà hiếm vì cây ngọc muôn màn lá xanh hoa sâu trước khi chấm cành nhà đua nở xoan thanh nhã hồi